Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng mình có thể mua bất kỳ những cái món đồ đặc biệt nào tại cửa hàng. Và sau khi mình mua tất cả mọi thứ, mình có thể nâng cấp cái cửa hàng đó lên để cho mình những cái món đồ đặc biệt mới. Vậy những cái món đồ đặc biệt đó là gì? Các bạn hãy cùng xem đến cuối video để biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, chúng ta bắt đầu một cái thế giới và chúng ta có 64 cái block được gọi là cửa hàng, một đồng tiền và có vẻ đây là một cái ví. Ok, đập một cái là nó mất mọi người ạ. Ok, để coi đồng tiền này sẽ là cái gì đây. Chúng ta có 4 đồng bronze. Vậy chắc là chúng ta sẽ bỏ vào tiền vào ví nha. Nếu mình bỏ tiền vào đây và ok, chúng ta có tiền này, mình có 20 đồng. Và để coi trong đây có gì nào. Item level book second. Có nghĩa là có thể là mình sẽ có thể nâng cấp được cái này. Mình sẽ mua cái đó sau. Ok, 25 đồng. What? Làm sao có thể mua cái reel nha. Mình không muốn xài đồ gỗ cho lắm. Nhưng mà khoan, nếu chúng ta đạt được thành tựu thì có thể chúng ta sẽ có được một cái túi gì đó. Oh, đây rồi. Ok, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau. Ê, có 2 đồng tiền lần này. Ok, 30 đồng. Thế thì chúng ta sẽ mua cái reel này. Bởi vì cái reel này chúng ta sẽ có được 10 attack dam. Nó ghi là we attempt to bring down the whole tree. Có thể là mình sẽ đập được khá là nhiều gỗ để mình mua cái reel này. Ok, để mình coi thử nha. Boom. Yep, nó đập một phát là rớt nguyên cái cây luôn. Ngon thế, ngon thế. Mình sẽ đập một ít gỗ nha. Và mình có 27 cục. Rồi, bây giờ mình nghĩ mình cần phải làm cái gì đó để có thể có thêm thành tựu và chúng ta sẽ mua rất nhiều đồ. Chúng ta sẽ làm cái bài chế tạo. À, chúng ta lại được một đồng tiền này và bị mất gì lạ. Ok, chúng ta hãy chế tạo cho mình một cây reel, bởi vì nếu có cây reel thì hai đồng tiền. Ok, boom. 3 đồng 100 và 7 đồng 100 à. Chúng ta có thể bỏ vào ví để coi sao. Và boom. 700 đồng tiền, chúng ta có thể mua được rất nhiều đồ từ nó nha. Nether bow, một cây nether. Ok, được một cây reel nữa, một cây kiếm. Chúng ta có thể tìm cái kiếm. Crystal sword. Ok, mình sẽ mua nó. Phần còn lại chắc là mình sẽ mua cái giáp Yeti này đi. Yeti như là người tuyết thì đúng không ta? Boom, ta có thể có full giáp ở đây. Nhìn vậy nha. Ok, để coi chúng ta có bao nhiêu tiền. Một đồng, hơi ít một xíu nhưng mà không sao. Ta đã có reel, có đầy đủ. Ok, mình sẽ vứt cái này ở đây luôn. Ta vừa mới làm hư luôn cái bàn chế tạo hả? Cái reel này có thể bay luôn cái bàn chế tạo hả? Chắc mình phải đập bằng tay thường hả? Ok, đập bằng tay thường thì không sao. Đây có chân lạc này. À, cộng thêm một đồng tiền này. 3 đồng 50, có nghĩa là 150. Mình có 700 mấy đồng rồi này. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ vào dân làng để coi chúng ta có cái gì nữa không. Oh, hay là mình có thể mua cái gì đó. Để xem nào. Nether Gopper. Cái này có thể đốt được, rồi có thể nung được, thay thế cho than. Valhalla Ingot. Mình không biết cái này có tác dụng gì, nhưng mà có thể chúng ta sẽ chế tạo ra được một cái giáp gì đó sao. Mình sẽ thử mua 5 cái nhá, để coi nha, chúng ta có thể làm được cái gì không. Chúng ta làm được đây. 7.5 attack dam, 1.8 attack speed. Mình sẽ lấy cái kiếm này, bởi vì cái ta bỏ cái reel này vào đây. Cái kiếm này có khả năng sẽ bay tụi này lên. Yep, nó như thế này này mọi người. Phúp. Còn cái crystal là có thể có 20% để làm cho cái con này bị nổ. Mình nghĩ vậy. Thử xem nhá. Oh my god. Hơi chơi dại một xíu nhưng mà không sao. Chúng ta có bao nhiêu tiền đây? Không có đồng nào luôn. Thế thì chúng ta có đồ ăn không nhỉ? Chúng ta có đồ ăn không? Cheese và moon wand. Ok, này là con eo nó di chuyển. Mình sợ những mấy con bò sát nha. Chúng ta có mass of race. Nếu có cái mặt nạ này chúng ta có thể tăng được cái tốc độ đào này. Thử coi sao. Một cây bear the dry picket. Ok, nó ghi là attract item near you. Nếu chúng ta có cái cúp này thì chúng ta có thể hút được những cái vật phẩm ở gần mình. Ok, nó hợp lý đấy. Cho mình xin lại cái ví và vứt cái này vào. Bây giờ mình cần đồ ăn. Chúng ta sẽ vào dân làng để coi chúng ta có đồ ăn hay không nhá. Ở đây có gì không nào? Đồ ăn đi rồi. Yep. Thêm tiền này. 20 đồng bạc. Mình sẽ để tiền đây đi, lát hồi mình sẽ cho vào sau. Ê, mình ăn mình cũng được tiền nữa, vái chưởng. Búp, ta có 5 đồng bạc và 5 đồng đồng. Đây có gì đây? Emerald hả? Được thế. Ok, và chắc chắn là sẽ có một cái đồng tiền rồi. Chúng ta có thêm 1 đồng 50 vàng. Càng ngày càng giàu lên đi nào, để mình có thể mua đồ, bởi vì chúng ta có thể nâng cấp được bàn mua của chúng ta nữa mọi người à. Để chúng ta có thể có những cái vật phẩm xịn sò hơn nè. Ta cần kiểm tra vài cái con golem ở ngoài kia. Hello, mình sẽ đánh một con golem nha. Pam. Oh my god, nó nổ đúng cái vậy. Boom. Oh. Uầy, đóng băng à? Mày hả bưởi? Oh, mình mặc cái giáp da tiên nên nó đóng băng. Boom, boom, nổ. Ok, chúng ta có 2 túi tiền. Chúng ta có symbol coin. Cái đồng này còn nhỏ hơn cả cái đồng nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ vứt cái này đi. Chúng ta có thể đi mai để kiếm thêm tiền. Chúng ta để coi, ta có những cái món gì có thể mua được thêm không nào. Oh, potato cannon. Một cái súng để có thể bắn được potato. Ok, một cái jetpack ice crystal. Chuột phải để có thể phóng ra băng. Không biết mình dịch đúng hay không, nhưng mà chúng ta có gì đây? Rocket launcher. Xịn đấy, mình sẽ mua hết cái đống này đây luôn. Một cái nether bow, tại sao không nhỉ, chúng ta có thể mua được cái này mà. Một cái blade cat. Ok, mình sẽ mua thử một cái, hai cái, ba cái. Cộng thêm một quả táo. Tiếp tục là một cây reel. Mình chắc mình sẽ không mua cái này và mình sẽ mua một cái cheese. Thêm vài cái cheese để có thể ăn được cũng được. 12 attack dam. Cây nether scribe này có vẻ ngon, tại sao không nhỉ. Cái này có thể làm được cái gì đây? Ai
chúng ta trưởng ra băng này. Để thử với dân làng nha. Hello anh dân làng. Ôi, rỗng băng nước các thứ luôn. Và còn gây đam nữa. Vãi trưởng. Ok, Nether Strike. Boom. Ok, nó sẽ ra lửa đúng không? Keep with her effect and cháy luôn mọi người ạ. Same as furnace sword. Mình không biết cái furnace sword của cái này có nghĩa là xài được cái gì. Nhưng cái Valhalla là cho chúng ta chạy nhanh nữa này. Yes. Và chúng ta có thêm 2 đồng tiền nữa để coi chúng ta có được cái gì nào. Ok, rất là nhiều tiền. Ta hãy bỏ vào đây. Trời ơi, giàu vãi giàu luôn. Ok, và chắc là mình sẽ mua cái cuốn sách dùng để nâng cấp này. Sau đó mình sẽ để đây. Từ từ chúng ta nâng cấp mọi người ạ. À. Bây giờ mình sẽ đi xuống hang không? Tìm thêm nhiều tiền nào. Mình mục tiêu của mình bây giờ sẽ là 1000 tiền nha. Để nếu nâng cấp lên chúng ta còn có thể có tiền mua đồ. Mình nghe tiếng gì đó dưới đây. Ui. Oh my god. Ui ôi, có skeleton gì đây? Ok, đập cái này và phá cái lồng này đi. Chúng ta có cái lồng spawn ở đây này, nhìn gì vậy? Mình chưa bao giờ thấy cái chỗ này ở đây hết. Chúng ta có thể kiếm một ít tu rồi đấy. Mình sẽ để ra 4 cái cho nó nhiều. Ok. Ok, mình đủ tiền lên 1000 chưa? Vô, 1000 luôn rồi. Mình sẽ bắn thử vào chỗ của dân làng để coi cái này có được cái gì nào. Boom. Ok. Mình bị nhiễm phóng xạ. Ao ao. Ra khỏi đây. Ao ao. Cái gì bự thế này? Chúng ta hãy tới gần lại nào. Mình vừa mới hết bị nhiễm phóng xạ xong. Oh my god. Cái gì vậy? Sợ thật đây. Ok, cái rocket launcher này chúng ta hãy vứt đi được rồi bởi vì không còn đạn nữa. Cho mày ăn một cái nữa nè. Chúng ta hãy đi ra khỏi đây thôi. Chỗ này rất là lắc rồi. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái level book này để mà nâng cấp lên và oh my god. Nó có đồ gì đây? Emerald travel backpack. Oh, chúng ta có thể bỏ đồ vào đây được. Let's go. Thêm gỗ cho mình sẽ cầm ra ngoài này. Chúng ta sẽ bỏ bớt đồ vào đây nha. Để coi trong đây có gì nữa nào mình có thể mua được không. Bây giờ đây có Spider-Man boot. Chúng ta có thể mua được đồ Spider-Man. Yep. Bam. Một cái kiếm có Wither Effect và nó mạnh hơn cây kiếm của mình đang sử dụng nữa. Một cái Laser Play. Sao lại không mua nhỉ? Một cái quần. Ui, cái búa của Thor này. Ok, tại sao không? Ta hãy mặc bộ đồ Spider-Man vào đi chứ. Laser Play. Bam, bam. Oh, yeah. Oh my god, điện sò thế. Và cái búa này có thể tác dụng gì? Oh my god. Mình có thể bay được. Boom. Các bạn có bây giờ thấy Spider-Man cầm đồ của Thor chưa? Yep, các bạn giờ các bạn thấy rồi đây. Cái búa vẫn về đây được. Let's go. Oh my god, khi mình mặc đồ vào nó cho mình full đồ của Thor này. Ok, cảm ơn rất là nhiều. 100 đồng. Let's go. Ok, tạm thời mình là Thor này. Oh, và mình bay được. Let's go. Hello. Boom. Thịnh quá đi mà. Mình nghĩ là mình sẽ mua hết cái đống đồ ở đây. Sau đó chúng ta sẽ nâng cấp cái bàn này. Chúng ta có Trial Bow, Hammer Brick 3x3 area, đập được một chỗ 3x3, tại sao không? Một cây rìu có 15 sức mạnh tấn công, nó còn mạnh hơn cái những cái đồ mình đang có nãy giờ nữa. Rất nhiều táo, chắc mình mua táo rất là nhiều rồi. Mua táo này sao ta? Cho mình gì không? Không, tiếp tục là một cái cây gậy haste green glass. Mình có mua một cái kính làm để làm gì? Gỡ cái này ra. Oh my god. Cái mặt nạ của mình nhìn xịn ơi. Một cái nhẫn, ok. Và một trái tim. Mình không biết dùng để làm gì nhưng mà ok, một trái tim cũng được. Và một cái nhẫn. Chúng ta có level 2 ring nhưng mà mình không biết cái này dùng để làm gì hết. Để ba cái này ra, ba cái túi ra để mình có thể. Ủa đâu rồi? Mình vừa mất ba cái túi. Ôi, mất luôn rồi. Ok, chắc là xong rồi. Boom. Mình sẽ mua cuốn sách này để lát hồi nó sẽ tự lỏng lên và chúng ta đi thôi. Mục tiêu tiếp theo của mình sau khi nãy giờ mình có được sẽ là 2000 tiền. Và có được 2000 tiền chúng ta sẽ sử dụng cái này. Boom, rất dễ dàng để có được 1 đồng. Cùng nhau đi cày đồng tiền nào. Let's go. Mày hay bưởi. Chúng ta lại có thêm đồng tiền. Yep. Và để coi chúng ta được bao nhiêu tiền này. Boom, 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 bam, bước vào. Boom và đây. Ok, bỏ cái này vào đây. Xong. Đây, đi ra con. Đi ra nhóc. Bây giờ mình sẽ cầm cái hồ lava. Ui, hình như chỗ này làm bánh chế tạo luôn này. Yes, chúng ta sẽ có được một xô nước. Và bây giờ thì theo mình nghĩ là chúng ta cần phải xuống hang thôi. Vừa có được đánh được quái vật này, vừa xuống hang để có thể có được thêm giá đồng tiền. Cũng hợp lý. What the heck, cái này cái gì vậy? Đây như cái phòng ấy, mình không đào được. Mình sẽ cần một cái chìa khóa để vào. Nhưng mà bây giờ mình không vào được rồi. Thế thôi, mình sẽ đi xuống dưới đất luôn nhé. Oh, what the heck, cái quặng gì đó đó này. Chúng ta lại có thêm 2 đồng rồi. Cứ tìm thêm quặng hay bất kỳ cái đó mới cũng được là chúng ta sẽ có thêm 1 đồng thôi. Ôi ôi, mình nghe tiếng lava ở đây. Qua đây là đẹp này rồi. Chúng ta đã tới được một cái chỗ có lava. Và bây giờ mình sẽ để cái này ở đây, một cái xô nước ở đây. Phun. Phần chỗ đó vẫn là lava. Quay lượm cái block này cái đi. Lấy block mới. Đây, hiện tại có 7 đồng tiền rồi đấy. Nó ra được một cái chỗ có căn nhà. Bắt đấy. Một cái chìa khóa màu bạc. Có thể là để mở cái cửa, những cái cửa mà hồi nãy chúng ta thấy. Tại vì mình có 10 đồng tiền rồi. Để sao chúng ta không thử mở 10 đồng tiền ra nhỉ? Đây, đây, đây. Và hai cái cuối là đây và đây. Theo mình thấy là không nhiều tiền lắm. Có vẻ mình hơi đen. Bước vào đây này, 1000 này. Để xuống đây này. Ok, 1001. Uầy, ở đây nhiều khoáng sản đó nha. Con này có gì vậy? What the heck? Bây giờ mình sẽ đập mấy cái này. Nãy giờ mình không có được thành tựu gì cả. Chỉ có một cách duyết đó thôi. Bây giờ chắc chắn là mình sẽ đi xuống địa ngục. Đây, đây. Chúng ta đã xong một cái chỗ đây. Đi xuống địa ngục rồi. Nó có bật lửa không ta? Ồ, đây rồi, có một cái. À không, đây không phải bật lửa. Liệu trong shop nó có bán cái gì đó liên quan tới bật lửa không? Ice bomb mà cái gì nhờ? Uầy. Boom. Wow. Nổ cũng hơi căng đấy. Chúng ta được thêm vài đồng tiền nữa đây. Mình
sẽ để gỗ ở đây cho nó tự cháy, sau đó nó tự lên luôn. Bye bye. Ô, cổng xong rồi. Đi vào. Mình không nghĩ là mình sợ chết ở dưới này đâu, nên là ta cứ đi vào để chúng ta có được một đồng tiền. Thành tựu vào đây chỉ có đáng như đây thôi đó, hả? Và mình sẽ kết hợp quyển sách thứ ba này. Wow, ở đây chịu hồi nhiều con quá vậy. Farm chết này. Tụi mày đã sai lầm khi mà cho tao làm thò rồi. Chết nhá. Ra khỏi đây thôi, ra khỏi đây. À cái này nữa. Bất cứ cái gì có thể chế tạo được chúng ta sẽ đều lấy được hết cái này luôn. Ok, 3 đồng tiền. Bum bum bum. Chúng ta hãy để ra thế này. Đây đây và đây. Chúng ta sắp được 2000 tiền rồi mọi người ơi. Ừ, cái này cũng là một cái. Chỉ để coi. Hey, có khi là đủ luôn chứ nhỉ. Tuyệt vời, 2000 đồng. Nãy giờ có cái này mà mình sao mình không để ý nhỉ? Tap of instrument. Để coi cái này có thể làm được cái gì nào. Boom. Oh. Mình có thể hút một con bất kỳ gì nào đó vào đây và mình thả nó từ đây. Yep. Đơn giản. Bây giờ thì chắc là mình sẽ cùng nhau mua cuốn sách level nâng cấp. Chúng ta có những cái món gì ở level 3 đây? Mình không biết nữa. Để coi coi. Netherite hả? Ultimate Netherite. Ok, chắc chắn là mình sẽ mua full giáp Netherite. Bởi vì giáp này là giáp cực kỳ xịn. Ok. Một cái nhẫn Black Hole Pen. Sức ở Near Item Drop. Có thể xài cái nhẫn này để hút những cái món gì đó vào lại à. Oh. Ok. Nó có thể bay xung quanh mình. Tiếp tục là Dimension. Yes. Chúng ta có thể dịch chuyển qua tất cả những cái cổng rồi mọi người, những cái thế giới khác rồi mọi người. Mình xin lấy một cái. Go undetect by host. Nếu mình cầm cái nhẫn này thì chắc là sẽ không có con nào đánh được mình. Nghĩ thế, không có con nào thấy mình cả. Thấy chưa? Nhưng mà nếu mình bỏ cái nhẫn này ra đánh mình liền. Còn nếu cầm cái này, ok, cũng là một cái gì đó đấy. Chúng ta coi tiếp nào, để coi có những cái nào. Một cây cây Black Death Skeeter với 13 attack damage. Wow, cái này. Wow, mình bắn đầu con rồng ra đúng không nhỉ? Xin giữ lại là chắc chắn rồi. Cộng với một Stormbreaker, cây búa này của Thor luôn. Và boom. Yes, mình sẽ sử dụng cái búa này và cái cây này. Sniper Sword là gì nhỉ? Sao một cây kiếm có thể bắn xuống được? Right click to fire walk. Ship right click. Boom. Oh my god, hay vậy. Mày hả bưởi? Mình có thể cầm cái này bắn được rất nhiều trụ. Một cái Captain American Shield. Khiên của Captain hả? Tuyệt vời, chúng ta có bộ rất là nhiều đồ siêu anh hùng ở trong video này nhỉ. Bây giờ mình lại thấy cái giáp này Thrive này hơi phí rồi, nhưng mà không sao. Oh my god, Hydro Bomb là cái gì đây? Chúng ta sẽ mua một cái và để ở đây. Ok, Nether, một cái táo Nether. Yeah, mua tầm chục trái cũng được, ăn thử coi. Boom, không có gì cả. Mình nghĩ những cái đồ ở đây mình đã mua đầy đủ hết rồi. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau lên cấp lên level 4, hay còn gọi là level cuối cùng. Nhìn cái đồ gì đây? Enchant Netherite là con Dragon Helmet, giáp rồng. Cái này sẽ hơi bị đỉnh đấy. Chúng ta có Scuba Mask, Web Shooter, Ring of Dimbed Rock. Ok, Physics Bomb, Watch of the Following Time. Mình không biết những cái này làm gì để làm gì cả, nhưng mà mình sẽ mua những cái mà mình nghĩ. Cái Flamethrower này. Oh my god, cái này dùng để làm gì? Nó bắn lửa. Ok, nó có thể bắn ra lửa. Khi mà mình để đây thì nó cũng cháy nữa. Mình không cần bắn luôn nè mọi người, nó vẫn cháy này. Ok, mình sẽ cầm thử cái đó vào. Ta có rất nhiều tiền nữa này. Pam và pam. Ok, bây giờ thì cho nó vào ví để chúng ta có thể mua thêm nhiều đồ khi xuống dưới DN. Sao chúng ta không nên xuống luôn DN ta? Các bạn nghĩ mình nên xuống DN không? Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái kiếm này. Boom, DN. Let's go vào quay. Cái chỗ mình hơi xa chỗ con rồng đấy. Đây rồi, chỗ con rồng ở ngay đây rồi. Hello, Ender Dragon. Bây giờ mình sẽ mua bộ giáp con rồng nhá. 13 armor được mọi người ạ. Ok, tại sao không? What the heck, AK? Và cái AK này mình không bắn được. Vô dụng quá ta. Dragon Elytra là cái gì? What the heck? Dragon Elytra, order you for crafting. Mình vứt cái này vào đây coi. Có thể làm được cái gì? Elytra, Dragon Elytra mà không sai được. Được cái búa này, tiếp tục. Ta sẽ mua hết Ender Bow, Ender Arrow. Mua chục cái luôn cũng được nữa. Tiếp tục là Arrow Bomb. Ok, ta sẽ thử xem nào. Với cái này, đây, để coi. Boom, ok. Chạy. Nó thể làm được gì? Oh my god, nó có thể bắn được rất là nhiều chỗ. Nó hơi fail một cái, đó chính là mình oh my. Ok, mình sẽ sử dụng cái này. Farm, trước tiên là sử dụng cái này. Cái búa không về mình luôn rồi. Chiến thuật. Khiên Captain, yep. Farm, nó biến mất luôn rồi. Storm Picker, boom, về đây. Nó không về luôn. Đây, bắn ở đây, về đây. Boom và boom. Rất tiếc là chúng ta không xài được Spider-Man nha. Nhưng mà mình có được những cái quả bom cực kỳ đỉnh ở đây nè. Pyrogen Bomb là cái quần quờ gì đây. Mình đang rất nóng lòng để có thể sử dụng được cái này. Mình sẽ để ở đây luôn. Nó vừa tới là mình bật cho cái bật lửa là nó ngấm luôn nè. Hợp lý chưa? Rồng này chuẩn bị xuống. Ok. Chạy ra. Lắc luôn rồi. Không, mình không thành. Oh my god. Holy shit. What the. What? Mình ở đâu vậy?
mình cá là mình đã giết được con rồng rồi đúng không? Mình đang ở chỗ nào vậy trời? Bắt hết TP nào? Dimension and wait, what the heck? Cái chuyện gì xảy ra vậy? Mình không đặt được cái này ở đây luôn này. Mình không thể nào đặt được nữa. Ôi không, cái này thì không đánh đồng được rồi. Ok, video này cũng tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn thích video clip này, đừng quên để cho video này một like, một đăng ký. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.